Để một tí tí con cho vào.
cho là chuối này. Cho mẹ xem á, thì chúng cái chân to vào đấy không vừa đây, đây 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 bỏ ra các bạn bỏ ra quấn to vào nó chặt con quấn thật to nhá không cái ống to con mới quấn to chứ ống bé quấn vừa vừa cái này là cho ống to cho con quấn to rồi bây giờ quấn to nhá ống to nhá. Này cả cái này luôn á. Gấp. Ấy. Đây cái này đó. Cái sạch là màu hồng thôi á, nếu màu hồng. Con này ra ngoài đi. Con một tí nó ra. Con này bụi. Bụi bạc. Để cho cái con này. Con một tí.
lấy vào cho mẹ nào. Lấy vào đây. Lấy đi. Lấy vào đây cho mẹ lấy vào. Lấy từng ống một thôi. Đây là hai cái. Ra xong thì mình nướng lại nhé. Và
đi lấy vui của mẹ đây. Cho quả bì đao vào trước. Này, cái này lót vào nó mới không bị xước. Hả? Cho cái này vào. Cho xong đan vào sau. Cơm đao vào đây cho mẹ nhá, lấy từng cái một này. Hãy subscribe cho kênh Tương Thị Mai để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cháu bảo chín rồi, cháu còn hấp lên đây này. Thao cái ở trên nó nữa nhỉ? Không, đây là cái giạp. Cái này này. Cái giạp quá. Đây là cái bé rồi, làm cái tổ đi. Hãy subscribe cho kênh Tương Thị Mai để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con để xa hơn mẹ em.